Lâu đúng mày đã ngủ rồi bé ạ. Bố có điện đi. Đúng mày trông thật á. Thật chứ, giờ nè. Ý công không, quá phong khoáng. Thằng lâu như đúng mày trông thật không? Thật đó, em mới lơ chứ. Con lè như bây giờ. Lơ chạy chạy chạy, mày em lơ nha. Lơ em chỉ em thật mẹ nhỏ. Nhưng nhỏ anh nhảy chạy lắm. Cắt phải đúng mẹ cõi giỏi đen này. Bắt tôi được nè. Chứ phải kiểm tra phong này. Mày vô đi. Mày vô đi. Thì lâu đi. Mẹ người đố con. Tao giỏi đen nhau. Mày vô đi. Tao giỏi đen nhau. Em đừng sợ em mổ đó. Còn em khó, khó mở cửa ấy. Hắn động cửa nha mới chính này. Địt mày trong đi cơ. Phải không? Anh đi trước đi. Đi đi vô đi. Tao nhỏ vô. Em đừng sợ em mồ vô. Có không? Có mà tôi khó không có. Mày có chắc không thầy? Có em phải thấy không? Em thấy rõ ràng mẹ đang nhói điện thoại. Anh nghe đang mà chuẩn bị rút mà. Phải không bấy? Mẹ bấy đúng mày đang ngủ đâu. Dành dần. Anh ngồi trước đi. Ngủ em chết á. Bố đi. Cậu đi ngủ với nhà. Địt mẹ. Mày
Như ngủ vỗ mẹ cho một dạo lùi đi. Đấy, mày đi. Mày đi, mày chẳng có chạy chạy không? Chứ riêng lẻ, anh em đi chạy chạy lên nhà. Mày vô đi, mày mới tao được tao lên khóc. Mày không mơ tới mò luôn. Đồ con anh vô đi. Mà, trời ơi, trời ơi, mày mày vô đi. Vậy, phụ mười chắc con à. Này yêu lại trộm mất chứ. Ok anh em, bây giờ mình sẽ đứng lúc đây thôi. Chứ đợi bọn nó tìm cầm dao thì ướm, con ngày nó chém thật. Không có cái nguồn nào bằng cái nguồn này. Ok, chuẩn bị kết thúc video thôi. Ok nè, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bây giờ đúng thật là mình cũng dở hơi ác, thì bây giờ cũng 2 giờ rồi. Chỉ thương mấy đứa em cũng bị trộm mà nó phải lăn lộn nãy giờ. Ngày mai ngủ bù vậy, bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi. Thôi được rồi, thôi anh em có gì thông cảm anh, lâu lâu em buồn quá làm cái video cho nó vui. Mai anh nghỉ làm. Anh nghỉ làm. Anh luôn bị sợ luôn. Bảo chơi đen. Anh tổ con này ngủ chưa? Giờ là đang nãy giờ dành người thì to con đi trước, người thì nói giao cuồng giao sắc, người thì kêu rọi đèn. Thôi được rồi. Thôi cũng đã muộn rồi, thôi anh em mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo nhé. Bye bye. Sao? Đen cười rồi đâu ra thương biết thích đấy. Đây, anh em một, anh em mình là một hai, đây là đồng đội này, người bị anh em mình dọa là đây. Đây các bạn thấy không khí này ghê thật. Đồ cái này mà mấy đứa này mà nó mà như Cương đây nó mà không biết mà nó phát hiện mình chắc lẽ nó chém cái lúc đó là thật là chơi ngu luôn. Trò chơi gọi là ngu nhất thế giới là đây.